Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. À, hôm nay ra hồ dạ ui test bài mùa mới nha các bạn. Mình mới làm một cái bài mùa mới. Cái mùa này có tên gọi là cám nền tổng hợp của đam mê câu cá nha các bạn. Đây là bịch 2 kg. Đó. Giá là 60k một ký nha các bạn. Hôm nay mình đi test cái bài mùa mới này ở ngoài hồ Gia Ui. Hy vọng nó sẽ có cá để quay cho mọi người xem. Tại vì cái dạo gần đây thời tiết nó thất thường quá. Cá nó rất là khó chịu, không chịu ăn mồi. Hy vọng là cái mồi này hôm nay mình câu, cá nó sẽ ăn. Đây. Còn đây là cái hương dâu, vị dâu mình mới sưu tầm được. Và kèm với đó mình kết hợp với lại cái mồi nền ủ chua. Ủ chua cũng được 3 tháng rồi. Này, bây giờ mình sẽ trộn mồi và câu liền luôn cho mọi người xem. Đây, còn đây là lăng xê. Lăng xê mình bỏ vô trong mấy cái hộp vậy nè. Đó. Ok. Giờ mình sẽ cho mồi ra ngoài. Cho cái cám nền tổng hợp ra ngoài. Đây. Tầm khoảng 1 ký. Nửa gói này. Đó, nửa gói nha các bạn. Đánh 5 cần lăng xê. Vừa móc hạt xốp, vừa nắn lưỡi đơn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ cho cái ghế ít cái hương vị dâu này vào. Một tí thôi. Đó. Cho có hương vị dâu. Các bạn ở chỗ nào mà cá đang thích ăn canh nè các bạn cho thêm trứng vịt vô. Trứng gà cũng được. Rồi mình sẽ cho cái mồi nền vào. Đây, mồi nền. Ok. Một cục đó thôi, nhỏ thôi. Tầm một lạng mồi nền thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bóp đều nè. Mồi nền nè, với lại cái cám nền tổng hợp vào nè. Chung với nhau nè. Đó. Đảo đều lên. Xong. Bây giờ là khâu cuối cùng là lấy nước tại điểm câu. Đây mọi người, nước tại điểm câu luôn nha. Cho vào. Đảo đều. Đấy. Như vậy là có mồi chúng ta câu cá rồi. Mà câu được cá gì thì các bạn sẽ biết. Tổng hợp mà. Cá gì cũng ăn hết. Mà hồ này nó có nhiều cá trôi, với cá chép và cá mè. Ba loại cá nó đứng đầu luôn. Chắc chắn ba loại cá nó sẽ ăn. Mình hy vọng là vậy. Ok, đã xong. Bây giờ nắn mồi vào trong cái lăng xê nữa là chiến thôi. Câu thôi. Này là mình vừa câu mình vừa xả luôn nha các bạn. Cá dạo này nó nhát ăn lắm. Giờ mình phải vừa câu mình vừa xả luôn mới được. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái lăng xê ra. Đây, lăng xê. Mình sẽ chọn lưỡi số 6. Lưỡi BKK. Cái này là lưỡi BKK số 7. Hạt xốp thì mình gắn từ 1 đến 2 hạt xốp. Đây, một hạt. Và cái phần ở trên á thì nó sẽ có 2 hạt. Chủ yếu là cố tình mình móc hạt xốp nhiều cho có mẹ nó ăn. Để có cá để quay mọi người xem. Chứ dạo gần đây có cá dễ bị móm lắm. Thời tiết thay đổi thất thường nè. Dễ móm lắm. Nắng mùi vừa thôi. Đó. Ok. Cục mồi như vậy là ngâm tầm 3 tiếng. 3 tiếng. Nếu mà trời mà êm á, ngâm được 4 tiếng. Mà còn nếu mà trời mà có sóng nhiều như hiện tại bây giờ nè, đang có sóng lớn nè, mình ngâm khoảng 2 tiếng thôi. 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Thay mồi nó phát cho cá nó dễ vào. Nghe mùi nó dễ vào, dễ ăn.
sống lê dày á, các bạn đánh cái mồi cho nó cứng cứng tí, dính dính tí, nó cũng có dẻo nữa mà dẻo ít. Tại vì sống này mà bạn mà đánh mồi mà mềm quá quăng xuống nước bể hết. Sống nó đánh cái chừng vài cái là banh con mồi à. Đó nè, vậy là có ngay một con mồi bằng câu cá rồi. Lăn xe chị chạy nha, nè chị chạy nha, đó kìa. Okay. Đây đây là mình dùng mà dây dù BE X8 à. Hiện tại bây giờ máy câu của mình, hiện tại bây giờ mình đã thay hết toàn bộ BE hết, BE 333 chấm X8 3 chấm hết, thay hết luôn, mình không chừa cái cục nào bị cước hết. Chỗ này mắc mèo nhiều lắm, dính mắc mèo quá mình sợ, dính gì hết trơn á, quăng xuống cái mà đang gì dìu cá cái dính mắc mèo cái mình kiện cái rồi sao không đứt, mắc bộ đằng C. Từ ngày mình chuyển sang qua dùng E bây giờ nó không bao giờ đứt đứt lăng C nữa, nó chỉ có ngoát nữa hoặc gãy lưỡi câu thôi đó, còn giữ được cái bộ lăng C cho mình. Mình đỡ tốn một phần chi phí nào đó, chứ đi câu mà nó đứt có tốn, đứt nhiều quá tốn, tốn kém quá nó cũng không vui bạn ơi. Đam mê chứ, cái nào cũng ra cái đó các bạn à, không gặp chung được. À, mình nói chung là mình cũng mới vừa bớt bệnh xong các bạn à, hiện tại giờ nó còn đang sổ mũi các bạn à, thời tiết khó chịu quá. Ok, mình sẽ nắng thêm 3 cục nữa rồi mình quăng mồi cho mọi người xem. Ok. Ok, thì mình đã nắng xong 5 cục mồi lăng xê như vậy. Và một cục mình sẽ nắng hai cái lưỡi đơn. Thử trải nghiệm thử nắng thử hai lưỡi đơn và hai lưỡi móc xốp gắn vô trong cái bơm lăng xê. Trải nghiệm thử xem nếu coi nó có hiệu quả hay không. Hiệu quả thì mình áp dụng, không hiệu quả thì mình sẽ tính theo cách khác nha. Bây giờ mình sẽ ra mồi nha các bạn. Ok. Ok. Okay nha các bạn, mình đã quăng mồi xong rồi, hy vọng ngày hôm nay sẽ có cá để quay cho mọi người xem nha. Ok. Các bạn ơi,
được con cá chép các bạn ơi. Nè, đẹp chưa? Cuối cùng cũng chóng móm thành công rồi nha các bạn. Nè, được một con cá chép vàng ươm, tuyệt vời nha các bạn. Cám nền tổng hợp, máy đỉnh. Ui. Ok, giờ mình sẽ bỏ vào trong cái giỏ đồ giỏi nha các bạn. Hy vọng sẽ sống để về nhà mình tả hồ, ngắm cảnh cho đẹp nha các bạn. Ok. Chép. Tuyệt vời trời. Cá chép quá to các bạn ơi, chấm hồng tuyệt vời quá các bạn ơi. Mình đang ngồi mình chỉnh cái cọng dây các bạn ơi, nó kéo cần luôn các bạn ơi, đã quá các bạn ơi. Tuyệt vời ấy trời, quá tuyệt vời này các bạn ơi, đẹp chưa các bạn ơi. Một em cá chép ú nu ú nặng luôn, đã quá các bạn ơi. Hai con cá chép rồi nha các bạn. Hôm nay mình test mồi thành công nha các bạn. Được hai em cá chép rồi nè. Một con cá chép vàng và một con cá chép hồng, đẹp chưa? Tuyệt vời quá các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm giác nó phê như vậy các bạn ơi. Ok. Cho em vào trong giỏ nha các bạn, chiều về thả hồ ngắm cảnh. Ok. Cảm nền tổng hợp đam mê câu cá máy đỉnh nha các bạn. Rồi gọi dính cái bạn ơi, cần hai dính cái rồi. Dùng dây rồi. Cá chép các bạn ơi, con cá chép thứ ba nha các bạn. Con cá chép thứ ba. Ok, hôm nay dính toàn là cá chép không à các bạn ơi. Ba con cá chép rồi. Con cá chép thứ ba nha các bạn. Cảm nền tổng hợp của đam mê câu cá mãi đỉnh nha các bạn. Được ba con cá chép rồi, tuyệt vời quá các bạn ơi. Hôm nay phê quá các bạn ơi, quá là tuyệt vời luôn rồi. Ok nha các bạn. Thầy ơi,
Thầy bạn ơi. Cái mè hả? Trời trời trời. Trời trời, có mẹ thôi trời. Nè các bạn ơi, có mẹ to khổng lồ luôn. Có mẹ to rồi các bạn. Trời trời. Thôi để mình cân ký thử con cái mè này bao nhiêu ký nha các bạn, để khỏi các bạn phải thắc mắc nha. Kéo cần đã bay mất cần luôn. Đây nha các bạn, không không nè. Đây. Không không nha các bạn. Hai ký rưỡi nha các bạn. Đây. Con cá mè hai ký rưỡi nha các bạn. Ok. Có 2 ký rưỡi mà nó kéo mắt cho cái mâm luôn các bạn ơi. Con này không nên bỏ vỏ các bạn ơi. Mình bỏ vỏ là nó tung chết mấy con cá chép hết. Phải buộc sổ mang buộc dây nó. Này, chiều nay có cá mè nấu canh chua rồi. Mới đã. Goofy các bạn. Này là kéo dây nè. Goofy hả Goofy? Cho Goofy vô vỏ luôn. Con Goofy đó nha các bạn. Dính không?
Vinh. Con cá mè Vinh các bạn ơi, còn nguyên cục mồi luôn các bạn ơi. 5 giờ rồi các bạn ơi. Bắt liền thả. Con này về nhà thả hồ. Bắt. Một là thả hồ, hai là thả vô nồi các bạn nha. Đâu anh dở con cá kia lên cho anh em coi coi. Coi nồi. Dở anh coi. Dở anh đi, dở anh đi. Thôi em cầm cái máy đi. Quay quay tổng kết đi. Rút 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 cái kia ra. Xa ha. Không không không, cầm luôn đi ba chân luôn. Nhìn ra mới nhìn lên nha. Rồi. Ok nha các bạn. Thì đây là kết quả của ngày hôm nay mình đi test cái cám nền tổng hợp của đầm mê câu cá cho các bạn ở ngoài hồ Gia Ui này nha. Hiện tại bây giờ là cũng 5 giờ rồi, mình mới vừa lên được con cá mè Vinh. Đây là thành quả nha các bạn. À, chiều nay có món cá mè nấu canh chua rồi các bạn ơi. Đây. 2,5 kg. Tuyệt vời các bạn. Em gần đây gần đây nè. Quay cho người xem ban chép. Đây. Được ba con chép nha các bạn. Đấy. Ba em cá chép. Một con mè Vinh và một con cua phi. Đó, ba con này về nhà mình thả hồ nha các bạn. Đó. Đây là thành quả của ngày hôm nay mình đi ké test cái cám nền tổng hợp nha các bạn. Sảy nhiều quá các bạn ơi. Sảy 3-4 con á, dính mắt mèo rồi sảy tùm lum hết. Đây. Đó các bạn nha. Ok chưa? Rồi, ok nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ chào tạm biệt.